Xin chào các em, cùng quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình Global Success, và ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu đó là Unit 5, bài số 5, Natural Wonders ở Việt Nam, các kỳ quan của Việt Nam. Và bài ngày hôm nay chúng ta học đó là phần A Closer Look One. Ở phần A Closer Look One này chúng ta có tất cả là 5 phần nhé. Trước khi đi vào phần số 1 thì như thực lệ là chúng ta nhớ khi xem xong video chúng ta đăng ký kênh để có được những cái bài học mới nhất nhé. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần số 1. Thì trước khi đi vào phần bài tập làm bài số 1 này, chúng ta hãy cùng làm quen với một số cái từ vựng mà chúng ta sẽ gặp ở trong nội dung của bài. Ở trong bài này có một số cái từ vựng dưới lớp chúng ta nghe ghi chép vào và chúng ta đọc các cụm từ này theo thầy nhé. Nào, dưới lớp bắt đầu nào. Plaster. Plaster. Plaster nó là cái băng cá nhân nhé. Sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping bag nó là cái túi ngủ. Backpack. Backpack. Backpack nó là cái ba lô nhé cả lớp nhé. Chúng ta đi tiếp nào. Compass. Compass. Compass là cái la bàn. Sun cream. Sun cream. Sun cream, cái kem chống nắng nào. Scissors. Scissors. Scissors, cái kéo. Overnight. Overnight. Overnight, qua đêm. Đấy là những cụm từ mà chúng ta sẽ gặp ở trong nội dung của bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài ngày hôm nay nhé. Ở phần số 1 này, phần vocabulary. Và số 1 chúng ta hãy viết các cụm từ under each picture. Chúng ta viết mỗi cái từ mà ở bên cạnh này vào dưới các bức tranh chúng ta nhìn thấy nhé. Practice saying the word, và chúng ta thực hành nói các cụm từ này. Bây giờ dưới lớp chúng ta hãy nhìn vào trong tranh và có vài phút để chúng ta cùng làm nhé. Ok. Thế bây giờ chúng ta cùng nhìn vào trang băng này. Ở băng số 1 chúng ta nhìn thấy ở đây đó chính là cái băng cá nhân dùng để băng bó vết thương của lớp nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ plaster. Bức tranh số 2 trong bài chúng ta nhìn thấy đây là một cái kem chống nắng này. Thì chúng ta sẽ chọn cụm từ sun cream. Câu số 3, đây chính là cái túi ngủ. Thì chúng ta sẽ chọn cụm từ sleeping bag. Câu số 4, đây là cái kéo này. Chúng ta sẽ chọn từ scissors. Câu số 5, đây chính là cái ba lô. Chúng ta chọn từ backpack. Và câu số 6 của chúng ta nó chính là cái la bàn này. Chúng ta sẽ chọn cụm từ compass. Ok. Đó là những cụm từ và bài số 1 này chúng ta làm như vậy. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Ở bài số 2 này chúng ta hãy hoàn thành các câu sau đây. Complete the following sentences. Use words in one. Chúng ta sử dụng các cụm từ ở bài số 1. Các cụm từ bài số 1 chúng ta lại gặp lại từ plaster này là cái băng cá nhân này. Sleeping bag nó là cái túi ngủ này. Backpack là cái ba lô. Compass cái la bàn. Sunscreen kem chống nắng, và từ scissors nó là cái kéo. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm bài này nhé. Câu số 1 này. We're lost. Please give me the. Chúng ta hãy chú ý thầy cụm từ đầu tiên, câu đầu tiên we're lost. We're lost nó là chúng ta bị lạc đường. Please, hãy đưa cho tôi cái, khi bị lạc đường thì chúng ta sẽ chọn cụm từ compass. Cái là bàn. Câu số 2 này. It's so sunny today. Hôm nay thì trời có nắng. I need to put on some. Tôi cần put on là đặt lên, để lên, xoa lên một chút, sử dụng một chút. Đây chúng ta trời nắng nên chúng ta chọn từ sunscreen, cái kem chống nắng. Câu số 3 của chúng ta này. Is very useful. Rất là có ích. Useful là có ích nhé cả lớp nhé. When you go camping overnight, khi bạn đi cắm trại, go camping, đi cắm trại overnight, qua đêm. Thì khi chúng ta qua đêm thì chúng ta sẽ cần một cái cái túi để ngủ, chúng ta sẽ chọn cụm từ ở sleeping bag. Câu số 4 này, I will finish packing. All my things are in my. Ở đây chúng ta sử dụng cụm từ backpack. Và câu tiếp theo này, my foot. Cái chân của tôi hurts, bị đau nhé cả lớp nhé, từ hurts bị đau này. I need to put a on my foot. Tôi cần một cái, chúng ta dùng cụm từ cái băng cá nhân, plaster on my foot. Ok. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tiếp theo nào. Ở bài số 3 này chúng ta cũng đặt các đồ vật này theo thứ tự của sự có ích nhé. Now post item in order of usefulness. Number 1, số 1 là có ích nhất, the most useful. Number 6 is the least useful. Số 6 là ít có ích nhất theo ngày nghỉ. Như vậy là sắp xếp các cụm từ, các đồ vật này theo thứ tự có ích và ít có ích nhất. Dưới lớp cùng bắt đầu làm nhé. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Câu số 1 chúng ta chọn từ backpack, cái ba lô là cái quan trọng nhất, chúng ta để ở ô số 1 này. Cái vật dụng thứ hai đó là sunscreen, kem chống nắng này. Vật dụng quan trọng thứ ba là plaster, là băng cá nhân này. Và vật dụng quan trọng thứ tư đây là scissors, cái kéo. Câu số 5 là từ compass. Compass nó là bàn, và cái cuối cùng là câu 6 là sleeping bag, cái túi ngủ. Ok. Bây giờ chúng ta đi sang bài tiếp theo nào. Ở phần này đó là phần pronunciations. Chúng ta học cách phát âm giữa hai âm thở và âm trở. Đọc bài yêu cầu chúng ta hãy nghe và nhắc lại các cụm từ này. Chúng ta đặc biệt chú ý đến hai cái âm ở hai cái cột này nhé cả lớp nhé. Và đây cái từ đầu tiên người ta cho chúng ta là từ mountain là núi này, waterfall là thác nước này, từ này desert đây là sa mạc này, plaster là cái băng cá nhân này. Cái cột thứ hai người ta cho từ wonder là các kỳ quan này, island là hòn đảo này, guide hướng dẫn này, và holiday là kỳ nghỉ. Bây giờ chúng ta đặc biệt chú ý đến các âm này ở các cụm từ nhé. Tới lớp cùng nghe và đọc theo các cụm từ này theo thầy nào. Unit 5, Natural Wonders of Viet Nam. Page 51, Pronunciation. T and D. Activity 4. Listen and repeat the words. T. Mountain. Waterfall. Desert. Plaster. D. Wonder. Island. Guide. Holiday. Ok. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo nào. Ở bài này chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Listen and repeat. Pay attention to. Hãy chú ý đến các dấu phẩy. Cái phần hãy chú ý đến cái phần được in đậm nhé cả lớp nhé. Cái phần cái cụm từ được in đậm, cái chữ được in đậm này của từ. Câu số 1 này chúng ta cũng thấy cụm từ where's my heart, cái mũ ở đâu này, nó ở trên đầu của tôi này. Câu số 2, where do they stay on the holiday, họ ở đâu trong ngày nghỉ của họ này. Câu hỏi số 3 này, I need some meat for my cat, tôi cần một số thịt cho con mèo này. Câu số 4 này, the Sahara is a hot desert. Sahara, sa mạc Sahara đấy là một cái sa mạc rất là nóng này. Câu số 5 này, I want to explore the island by boat. Tôi muốn thám hiểm hòn đảo bởi thuyền. Bây giờ chúng ta hãy nghe, cùng nghe và đọc lại các câu này theo thầy nhé. Now listen. Unit 5, Natural Wonders of Viet Nam. Page 51, Pronunciation. T and D. Activity 5. Listen and repeat. Pay attention to the bold typed parts of the words. 1. Where's my hat? Oh, it's on your head. 2. Where do they stay on their holiday? 3. I need some meat for my cat. 4. The Sahara is a very hot desert. 5. I want to explore the island by boat. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng đọc lại một số cái từ vựng của bài nhé. Tôi đọc lại các cụm từ này theo thầy cho nó cho chúng ta cùng nhớ nhé. Nào, cứ đọc bài thầy nào. Plaster, plaster. Sleeping bag, sleeping bag. Backpack, backpack. Compass, compass. Sun cream, sun cream. Scissors, scissors. Overnight, overnight. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài tới. Các em nhớ đăng ký để có được những bài học mới nhất nhé.